mình chào tất cả người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một dòng Mr. Bway hàng bãi của Mỹ xuất Nhật ha. Hàng này là cất đẹp luôn nha. Hàng này còn cái thùng giấy luôn này. Một con Mr. Bway nổi tiếng của Mỹ, model nó là BV10BT là Bluetooth ha. Con này rất là xịn sò ha, effect là effect số, có Bluetooth, có USB, đủ các kiểu con đà điểu cho anh em ăn chơi luôn. Đây này, USB E là nằm ở mặt trước, USB B là nằm ở đằng sau, có cái nút gạt chuyển đổi USB E, USB B và tới Bluetooth. Mình đang gạt Bluetooth, đèn của Bluetooth nó sáng lên này. Và cái mã số pin của nó là 7878 ha. Đấy, và bộ effect số nó tới 30 kênh luôn nha người anh em. Đây, effect số nó 30 kênh luôn này. Đấy, cái tem này còn chưa có tháo luôn, còn miếng nhựa luôn này. Đó, anh em thấy đồ mới chưa? Đấy, cái tem này chưa có tháo. Đấy, bây giờ tem chưa còn tháo, còn nguyên cái tem luôn, thấy không? Đấy, con này là gần như là hàng bên đó trưng bày đem về chứ chưa xài, nhưng thấy nó mới keng luôn này. Em quay từ trước ra sau tổng thể cho anh em quan sát. Đấy, nó mới, nó đẹp ha. Đấy, ở bên sau cũng vậy. Sau cực đẹp luôn. Đấy, mặt bên hông nó mới rời luôn này. Đấy, tem bát nó nằm mà một tay khó lấy quá. Đây, tem bát ở đây ha. Đấy, tem bát BV10T Bluetooth 120US á ha. Đấy, Mr. Bway của Mỹ đó ha. Đây, mặt sau đây. Từ đây mặt sau của em nói ra ha. Tem bát của nhà sản xuất đầy đủ, điện áp là chạy nguồn DC input nó là 15V 1A ha. Nó chạy bằng cục nguồn adapter auto on 100-24 chơi tốt luôn không? Đây nè, cổng kết nối USB B này. Cổng nối máy tính, cổng nối digital audio box rồi này. Đấy. Con này là hàng của Mỹ nhưng mà được sản xuất tại China nha người anh em. Đây Made in China đây. Đấy, hàng Bway của Mỹ thì được sản xuất tại China, giờ hàng mới bây giờ là sau năm 2000 gần như là sản xuất tại China hết, còn nào cũng vậy. Mà design and engineer in USA ha. Thiết kế và dưới sự điều hành của Mỹ ha. Đấy, em bắt đầy đủ ha. Rồi, mình sau đó ha, bây giờ mình tới phần test âm này. Con này thì nhạc cực kỳ hay, nhạc rất lực. Nhạc lực này em thử mở đoạn nhạc này. Đấy, cái nhạc ở đây ha. Bên này là em đang kết nối Bluetooth. Đây, em mở sẵn cái kênh Bluetooth này. Và đầu tiên để em test ra tiếng micro trước đi. Micro này. Micro đầu tiên không có effect, con này hát mọc, hát chay vẫn hay. Bởi vì nó là dòng mixer hát livestream cũng được này. Livestream thu âm thì bằng mấy cái đường record sen này, lever, recorder, lever này, control room này, gỡ mấy đường tín hiệu qua control room cũng có luôn này. Đấy, thử test tiếng mic thử ha. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là cái tiếng mic mọc nha người anh em. Bắt đầu mình xem nó phát lên này. Xem nó phát lên ha. Lên 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, đó là cái kênh delay ha. Rồi mình muốn kênh reverb thì mình vặn cái nút này, mình muốn cái reverb thì mình vặn cái nút này đi thôi, không có gì hết. Ví dụ như reverb lag như vì reverb gì đây này. Reverb vocal đi, đấy, ví dụ vậy. Lên số 6 thì vào vocal đi. Lên 1 2. Cái tiếng reverb nó phải nói là sâu thâm thẳm hơn. Nói chung reverb số thì cực kỳ hiệu quả rồi. Anh em đi làm show hay là làm tiệc tùng thì chơi con này nhức nách luôn. Đó, em thì em mở kênh delay thử đi ha. Delay nó có nhiều lắm mà, mở kênh delay số 3 đi ha. Lên 1 1 2 2 6 10 10. Đấy, em đang test cái đường số 5 số 6 này là cái line ray jack màu đỏ này, là cắm nhạc từ máy tính qua này. Đấy, từ máy tính qua line là màu đỏ này ha, làm sao đây ha. Bên nhạc ha. Đó, bây giờ em sẽ lên cái nhạc cái điện thoại kết nối Bluetooth này. Đấy. Đấy, điện thoại là kết nối Bluetooth này ha. Đấy, điện thoại kết nối Bluetooth. Hát là một thứ đoạn thôi ha. Ừ.
thiên nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái khi anh nắm tay em. Mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ, và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, xây nhiều công trình, dòng họ thiên ta tình yêu đất nước tráng hoàng. Ôi dồi, ca cổ điện thoại luôn. Em tách tí xíu ha. Rồi đó, như nãy giờ em cũng chịu khó hát để cho anh em nghe cảm nhận ha. Chứ em hát thì cũng không được hay lắm. Đấy thì anh em cảm nhận cái con mixer này nó công lực, nó sức công phá nó như thế nào ha. Có USB, rồi có Bluetooth, rồi mic có compressor luôn này. Nãy giờ quên giới thiệu cái mic có compressor nữa này. Nó đầy đủ hết. Đấy, compressor có mic hai con này. Hai con 1, con 2 đây, hai con này cắm mic vô chỉnh compressor nên tiếng ca mình rất là lực. Không bao giờ mà nói nát gain bở gain, không bao giờ vỡ tiếng được. Anh em nào dùng compressor rồi thì sẽ hiểu được cái compressor mấy nước tiếng này. Đấy. Nói chung một con mixer cực kỳ hiệu quả và đầy đủ công năng, không thiếu gì hết, đặc biệt là bộ effect số nữa. Mà con này tình trạng đẹp còn full box ha. Hàng giống như hàng bên đó trưng bày gửi về này. Đấy, hàng tem bắt rõ ràng đầy đủ. Đây, tem đây. Quay cho anh em xem tem bắt đầy đủ không? Đấy. À, chứ không phải là ít nhái ha. Hàng này thì anh em nào nó ít nhái thôi em cũng xin thua luôn ha. Và giá của con này ra đi là 8 triệu đồng chẳng ha. Giá bán chưa bao gồm phí ship ha. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.